Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kết thủ và những anh em đồng nghiệp. Và tiếp theo những video trước ha, hôm nay mình xin tiến hành test thử trả hàng ông máy kích cá cơ mình vừa sửa xong của anh Điền ở An Giang nha. Rồi tiếp theo mình cũng không làm mất thời gian ha của anh em ha, mình cũng nên test con máy luôn nha. Trong thời gian qua ha, mình cũng rất cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình nha, cảm ơn những anh em đã ưu ái mình và giao lưu anh mình, cảm ơn tất cả những anh em đã chúng mình cũng hơi cảm ha, anh em cũng cảm ha. Cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã luôn đồng hành với mình nha. Và đồng thời cũng cảm ơn những anh em đã đăng ký ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua luôn. Mình nhờ cái động lực của anh em ha, mình có phát triển kênh của mình, là mình có động lực mình làm những con dao, những con máy chất lượng cho anh em ha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng mình nha. Rồi máy của anh Điền nó hoạt động nha anh Điền. Anh em yêu quý mình ha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, nhớ chia sẻ kênh ha. Thích thì cho mình thêm một like nha. Rồi để mình thử bóng đèn luôn nha. Máy này máy của anh Điền ha, dòng máy mini nha anh em, chắc chiên lương nhỏ nhỏ thôi. Dòng máy máy con Điền hoạt động rất ok nha anh Điền nè. Rồi để mình thử sơ sơ thử lửa luôn ha, cho nó đầy đủ cái thủ tục ha. Anh em muốn giao lưu bên mình ha, xin liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình cũng có nha anh em. Đây ha, hoặc kết bạn Zalo với mình cũng được. Anh em thật sự tin tưởng bên mình ha, thì hãy liên hệ với mình nha anh em. Nếu anh em chưa đủ niềm tin mình thì khi nào đủ niềm tin hãy liên hệ với em nha. Nên mình khỏi mất làm mất thời gian của nhau nữa chứ không có gì cho nên cho anh em. Rồi anh em có muốn giao lưu thì giao lưu thôi chứ đâu có gì đâu. Máy này công suất nó nhỏ nha anh em, nó rửa nhiêu nhiêu thôi không. Đó, rửa nó cũng nhẹ nhẹ thôi, không có gì mạnh quá. Anh em mua quái mình ha, cho nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Rồi thích mình thì giao lưu với mình nha anh em, cho qua số điện thoại trên màn hình cũng có ha, hoặc các bạn Zalo của mình nha. Qua số điện thoại của mình là 086 37 34 979, qua số Zalo thì 035 942 0412. Rồi máy của anh Điền em đã thử xong nha anh Điền. Xin lỗi anh em nha, cảm quá. Chung nó cày đêm nha anh em, chắc sáng nay video rồi mới phát được nha. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em sau những video clip tiếp theo. Anh em những đơn hàng của anh em ha, mình cũng tranh thủ cố gắng làm sớm nhất cho anh em có thể cho anh em nha. Anh em nào có đặt hàng bên mình ha, vui lòng đợi nha anh em. Như những đơn hàng nói chung có hơi chậm trễ anh em thông cảm ha, những đơn hàng mình để gửi đi rồi đó. Nói chung mô tá cũng đang phát đó, mình cũng đang kiểm tra đơn hàng chân rồi, nhưng mà cũng đã tới cũng dùng của anh em chân đó, nhưng mà nói chung trên đó nó để là chưa gửi được ha, anh em có thông cảm chờ cho em nha. Rồi chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em sau những video clip tiếp theo.